Thưa quý vị, với việc tăng cường xúc tiến, quảng bá, du lịch Đà Nẵng kỳ vọng khôi phục các thị trường khách quốc tế trong các tháng cuối năm 2022, làm tiền đề cho việc phát triển du lịch trong năm 2023. Chùa Linh Ứng, bãi biển Đà Nẵng, danh thắng Ngũ Hành Sơn. Những ngày này nhộn nhịp du khách quốc tế đến tham quan trải nghiệm. Theo Ban Quản lý Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, lượng khách quốc tế đặt lịch đến di tích dịp cuối năm khởi sắc, chủ yếu là khách Ấn Độ, nhờ vào việc thành phố đã xúc tiến mở đường bay trực tiếp đến các thành phố lớn của Ấn Độ vào giữa tháng 10. Bên cạnh đó, cũng có nhiều nhóm khách lẻ Hàn Quốc và các đoàn khách châu Âu đến tham quan. Tôi thấy danh thắng Ngũ Hành Sơn đẹp, có kiến trúc độc đáo, khác với nhiều nơi ở Tây Ban Nha và các nước châu Âu. Hướng dẫn viên có giới thiệu cho chúng tôi những nét nổi bật tại đây. Tôi cảm thấy rất ấn tượng. Đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố Đà Nẵng. Tôi thấy thành phố rất sạch sẽ, rất đẹp, vượt hơn cả sự mong đợi của tôi. Tôi nhất định sẽ quay trở lại thành phố trong những chuyến đi tiếp theo. Với mục tiêu gia tăng lượng khách quốc tế đến thành phố vào những tháng cuối năm cũng như năm 2023, các công ty lữ hành trên địa bàn đã tăng cường kết nối với các công ty lữ hành của nhiều quốc gia, trong đó chú trọng đến thị trường Đông Nam Á. Công ty chúng tôi nhận được nhiều lượng booking đến thành phố Đà Nẵng của khách Malaysia trong dịp cuối năm nay. Chúng tôi xây dựng các tour liên kết địa phương, khách thường chọn tham quan tại Bana Hills, biển Đà Nẵng, Cầu Rồng và Huế. Khách cũng rất thích ẩm thực địa phương. Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, từ tháng 3 năm 2022 đến nay, bình quân mỗi tuần có từ 75 đến 90 chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng. Cụ thể, hiện có 14 chặng bay quốc tế, trong đó chủ yếu là từ các thị trường Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore. Có 19 hãng hàng không quốc tế khai thác chặng bay đến Đà Nẵng. Trong những tháng cuối năm, ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục triển khai các nội dung và công tác xúc tiến quảng bá nhằm thu hút thêm du khách quốc tế.